Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với Đầu tư Tiền Điện Tử, và em là Phong. Tiếp tục trong cái chương trình về đào con á, thì buổi trước thì em có chia sẻ là chúng ta sẽ khai thác gì sau khi Ethereum 2.0 nó ra mắt và chúng ta không thể mà mining được nữa, thì chúng ta sẽ đi đào những dự án nào. Và ngày hôm nay em mới kiếm được trên mạng xã hội cũng như là những cái diễn đàn á, thì em kiếm được một cái đồng con mới. Và đồng coin này nó có cái tính lợi nhuận khá là cao vào thời điểm hiện tại, và anh chị cũng có thể là đào để kiếm một ít. Ở trong cái bước 3 ở video hôm trước em có nói là chúng ta hãy đào và kiếm một cái đồng coin nào đó tiềm năng, dự trữ nó, và sau đó là chúng ta sẽ đợi cho giá cả nó tăng cao thì chúng ta bán, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì em đã tìm ra một đồng coin này, thì anh chị có thể là thử nghiệm để chúng ta khai thác ở trên cái blockchain của nó, để chúng ta kiếm một cái túi khá khá tầm vài triệu con gì đó chúng ta để dành, và đến khi mà dự án này nó phát triển thật sự, nó nở rộ ra, thì chúng ta có thể là lấy được một cái khoản lợi nhuận rất là lớn. Thì đầu tiên về dự án, thì đây là dự án về Raven Online. Thì hôm nay anh chị sẽ được cùng em, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về dự án này, từ những cái đơn giản đến những cái chi tiết nhất về cái dự án này, để chúng ta cùng tìm hiểu ha. Thì dự án này là một dự án B2B Electronic System for the Creation and Transfer of Assets, có nghĩa là nó tạo ra là B2B ngân hàng ha, cái hệ thống điện tử ngân hàng, và nó giúp cho chúng ta là tạo ra được những cái tài sản, và cũng như là chuyển đổi tài sản ở trên cái mạng lưới blockchain của nó. Thì đây là một cái bản fork từ đồng Raven Coin ha, đây là một cái bản fork từ đồng Ravencoin. Thì trước đây chúng ta cũng có thể thấy được là có cái đồng Ravencoin Classic, nhưng cái đồng đó thì nó quá là tệ, và hiện tại như đội dev cũng muốn bỏ hết cái dự án đó rồi, và cái dự án đó thật sự là nó không có một cái roadmap nào nó quá hoàn hảo để mà nó có thể là khiến cho cộng đồng thu hút cái sức thu hút của cộng đồng á. Cho nên là cộng đồng, thứ nhất là cộng đồng đã rời bỏ, và đội dev thì cũng ngưng hoạt động từ tháng 4 rồi. Thì anh chị có thể check qua cái Ravencoin Classic đó để chúng ta theo dõi. Và nhìn sơ qua cái website này, chúng ta thấy được website khá là đẹp ha, từ những cái chi tiết đến màu sắc, rồi cái responses là từ trên điện thoại luôn, anh chị có thể test trang web này ở trên điện thoại thì nó cũng rất là ok. Thì để em xem thử là cái website này nó đang sử dụng cái mà CMC nào mà nó viết ra website này, thì chúng ta thấy được là nó đang xài WordPress nha, nó đang xài cái CMC là WordPress. Thì cái WordPress thì thật sự là nó rất là dễ làm, nhưng mà nó mang lại cái tính là responsive, và hiện tại thì rất là nhiều cái tổ chức, thậm chí là tổ chức lớn luôn, họ vẫn đang xài WordPress. Thì chúng ta yên tâm về vấn đề này, bởi vì cái tính tương thích thì cái đó là cái yếu tố quan trọng đến cái bề mặt nổi của cái dự án, thì chúng ta phải nhìn vào nó đẹp hay không đã, nó có tương thích hay không đã, và nó có dễ sử dụng cái trang web này hay không. Thì chúng ta thấy đây, đây là một điểm cộng cho cái dự án này, thì nó thiết kế nó bố cục rất là nghiêm chỉnh, và nó có cái tính là dễ tiếp cận đối với nhiều nhiều cái người sử dụng, cũng như là nhiều cái trình duyệt khác nhau, thì WordPress là một cái điểm cộng. Tiếp tục chúng ta thấy được ở đây nó có về white paper, thì em sẽ xem qua white paper tí. Thì ở đây em có mở đến cái trang thứ tư ở trong chính trang white paper, thì em thấy được một cái điểm rất là tốt. Ở đây là reward của nó, là cái phần thưởng khi mà chúng ta đào ở trên một cái block á, là nó đang rơi tầm 2.500 Ravencoin Lite, 30 giây block time, 21, tổng cung của nó là 21 tỷ đồng Ravencoin Lite, và cũng như là nó sẽ sử dụng một cái, nó chỉ sử dụng một cái algorithm, nó sẽ chỉ sử dụng cái algorithm, và nó không thay đổi cái phương thức để mà chúng ta đào vào á, đó cái công nghệ mà nó sẽ áp dụng vào á. Thì cái dự án này nó sẽ áp dụng vào là X16R. Thì cái ngày trước á, Ravencoin, cái bản gốc của Ravencoin nó sử dụng là X16R, nó sử dụng X16R, và đến hiện tại thì Ravencoin đã chuyển qua Cobol, đã chuyển qua Cobol, và hiện tại thì Ravencoin Lite vẫn tiếp tục sử dụng X16R. Và X16R là cái gì? Thì đơn giản thôi, là bình thường anh chị thấy là những cái dự án nó có chữ là liên quan đến ASIC miner. ASIC miner có nghĩa là họ sẽ tận dụng những cái liên quan đến GPU, và nó phát triển rất là kinh khủng, cũng như là nó mang lại cái sự tiết kiệm về điện năng nha. ASIC miner thì nó sẽ đào, nó sẽ gọi là tối ưu nhất để mà nó chiếm cái lợi thế trong cái việc đào á.
thì có rất là nhiều người, có rất là nhiều tiền họ bỏ ra để mà họ đào và kiếm lợi nhuận trên dự án rất là nhiều. Và cái vấn đề mà ASIC á, nó mang lại cái tính là không công bằng đối với những thợ đào khác. Cho nên là cái X16R, X16R cái công nghệ algorithm này của thằng Dragonfly á, nó mang lại cái tính là kháng ASIC nha anh chị. Và có nghĩa là không phải là anh chị cứ bỏ một cái máy sận vào, anh chị đào kiểu mà có tiền giống như là chơi game anh chị nạp kẹt vào anh chị sẽ mạnh á, không không có cái vụ đó. Cho nên là nó sẽ cân bằng lại cái vấn đề đó cho cộng đồng. Và cái X16R này em đánh giá rất là cao, và nó cũng rất là rất là cao, và nó mang lại cái tính công bằng cho cộng đồng, mang lại cái tính công bằng cho cộng đồng. Và nó muốn nói là cái và về cái vấn đề ASIC nữa thì em có muốn bổ sung thêm á, là ASIC đó, nó mang lại cái sự là nó làm mất đi cái tính là tập trung, nó làm mất đi cái tính là phi tập trung, và cái X16R nó sẽ khắc phục cái vấn đề đó. Thì cái dự án này là được tạo ra cho cộng đồng, được tạo ra cho cộng đồng, và cộng đồng sẽ là những người mà đi vào đó để mà phát triển cái dự án này. Thì đây là một cái điều mà nó mang cái tính là công khai, công bằng và minh bạch đối với nhiều người dùng. Thì chúng ta thấy được, đầu tiên chúng ta thấy là Hard Fork, thì tháng 8 vừa rồi thì nó đã Hard Fork ra cái đồng Ravencoin này nó đã Hard Fork ra cái đồng Ravencoin. Sau đó thì chúng ta thấy được là đến cái phần Phase 2 là tháng 9 vừa rồi thì nó tạo ra những cái liên quan đến pool. Thì rất là nhiều pool đã từ lớn đến nhỏ đã hầu như là kết nối vào mạng lưới của nó để phát triển. Rồi tiếp tục là tạo cái quỹ huy động vốn để mà hỗ trợ cho cái dự án phát triển á, thì nó cũng đã tạo ra rồi đó. Và cái quỹ này thì nó kêu là phi lợi nhuận, phi lợi nhuận chúng ta biết vậy thôi, chúng ta chỉ cần biết sâu chúng ta biết là nó phi lợi nhuận thôi. Rồi những cái vấn đề liên quan sau đó chúng ta tiếp tục phân tích tiếp là nó có phi lợi nhuận hay không gì đó, thì thời gian dài nó mới trả lời được. Rồi tiếp tục là đến cái vấn đề là nó acquire, là nó yêu cầu cho nó gửi cái đơn cho Epitron, là một cái sàn giao dịch ha, một sàn giao dịch nhỏ thôi, để nó tạo cái vấn đề là liên quan đến exchange, là chúng ta nó list sàn đó anh chị, full website public. Thì cái này là cái mà em muốn nói nhiều nhất nè. Thì lúc trước á, website á, nó thực sự là nó cũng đã đẹp rồi, nó cũng sự thực sự là cũng đã đẹp rồi. Và bây giờ hiện tại cái website chúng ta đang đang nhìn ở đây á, là nó đã fix lại, nó đã nâng cấp lên. Thì chúng ta tự hỏi là một dự án scam nào nó có rảnh đến mức mà cái website trước nó cũng đã dễ sử dụng và cũng đã đẹp rồi mà nó lại phải nâng cấp lên cho đẹp hơn và dễ sử dụng hơn không? Đó, thì đây là một cái tâm huyết của cái đội liên quan đến dev, cái đội dev liên quan đến cái mảng website này, thì họ build up lên, đó, họ build up lên cho nó đẹp hơn. Thì cái điểm này em đánh giá rất là tốt. Nếu mà một website nó đi chậm theo thời đại, mỗi mỗi thời gian trôi qua thì cái website nó phải đẹp hơn dần dần. Còn nếu như mà nó cứ xấu đi, nó cứ giữ nguyên cái bản gốc đó mà nó không có nâng cấp, nó không chỉnh sửa nhiều á, em rất đánh giá cao ha. Rồi tiếp tục đến cái vấn đề là đi tìm thêm cái cách để mà đưa cái CPU mining vào, thì họ cũng đã làm xong đó, họ đã làm xong, đánh dấu tích đây ha, thì họ đã làm xong rồi. Thì anh chị có thể là đào trên CPU, nhưng mà CPU hiện tại thì nó chưa có ổn định nha, nó chưa có ổn định bằng GPU đó. Tiếp tục là đến cái tháng tháng 10, thì đến tháng 10 tới á, thì chưa đến tháng 10 nhưng mà họ đã làm xong đến cái vấn đề là Ravencoin Wallet rồi, họ đã làm xong rồi, họ sửa đến những cái màu sắc và những cái vấn đề lỗi bung này nọ thì họ đã sửa xong. Và chưa đến tháng 10 họ đã làm xong đến cái bước này rồi, thì chứng tỏ là đội dev họ làm việc rất là tích cực và rất là nhanh đó. Tiếp tục là đến cái vấn đề là Enable Asset Creation, là ở trong cái bản gốc của nó thì nó không có cho phép là tạo tài sản ha. Đó thì bây giờ nó đã trong cái tháng 10 này thì nó sẽ tiếp tục, nó đến cái bước là nó sẽ cho mở tài sản ra, nó cho mở tài sản ra để mà làm. Rồi rất là hay. Tiếp tục là trong tháng 10 nó sẽ có những cái bước liên quan đến CPU Mining Algo, có nghĩa là nó sẽ cập nhật thêm về những cái quá trình mà nó làm về CPU mining để cho mọi người biết được là team nó đang làm cái gì đó. Rồi tiếp tục là đến cái vấn đề là khai thác ở trên cái mảng là mobile app, có nghĩa là những cái ứng dụng trên điện thoại đó, rất là tốt. Thì ứng dụng điện thoại là gì, thì chúng ta có thể biết là ví rồi lưu trữ tài sản gì đó ở trên điện thoại bằng app, rồi rất là tốt.
đến cái phase 4 đó là liên quan đến quality, thì nó sẽ kết nối đến cái Treasure và Ledger, có nghĩa là nó sẽ làm cái ví lạnh nha anh chị, nó sẽ cho kết nối cả ví lạnh vô để mà lưu trữ con. Cái này là cần thiết phải có ha. Đó. Rồi tiếp tục là đến cái vấn đề là họ sẽ build cái wallet ở trên iOS trên những cái điện thoại iPhone, iPad vân vân đó. Rồi sau đó là đến Android thì nó sẽ là tương thích đến cả iOS và Android luôn. Và anh chị thì người dùng trên thế giới thì có người xài iOS, có người xài Android, thì nó làm cả hai mảng này cho hai cái nền tảng thiết bị di động. Và sau đó là về web, nó sẽ tải web ở trên website luôn, nó sẽ tải wallet ở trên website luôn, rồi là nó tích hợp cả cái wallet ở trên website. Thì cái này chúng ta phải theo dõi từ từ vào cái tháng 11 của năm nay. Và sau đó là những cái bước liên quan đến CPU, và ở đây chúng ta thấy được là nó sẽ cố gắng để nó sẽ có cái quỹ đó, và nó sẽ liên kết đến các sàn để nó bỏ ra một cái mức chi phí để list cái đồng coin của chúng ta lên những cái sàn, và kêu gọi cái sự hỗ trợ từ những cái sàn lớn hơn như là Binance hay là BitGet, rất là tốt ở đây ha. Rồi nó sẽ có những cái bước thảo luận về lâu về dài và những cái hướng phát triển tiếp theo vào những cái cuối cái tháng 12 năm 2021 và đầu tháng 1 năm 2022. Thì trong thời gian tới nó sẽ phát triển cái bước liên quan đến cái lộ trình lâu dài hơn dành cho cái dự án này. Thì sơ qua chúng ta thấy được là rất là ổn. Và về mạng xã hội thì nó cũng có về Discord, về Telegram, về Twitter, thì nó hoạt động liên tục ha. Bởi vì dự án mới thì nó sẽ không có nhiều cái người theo dõi và nó đang phát triển dần dần. Và cái mà em muốn quan trọng cho anh chị thấy trong ngày hôm nay đó là gì? Thì đầu tiên chúng ta thấy được là đây là cái mining bull stack, có nghĩa là những cái dự án mà cho phép đào á, mineable á, thì nó sẽ list ra những cái pool đào nào đang phát triển, những cái pool đào nào đang tham gia vào cái đồng coin đó. Chúng ta thấy được là có rất là nhiều cái pool đào ở đây, thì nó tới khoảng 29 cái pool đào, cũng khá là nhiều đối với một cái dự án mới. Cái thứ hai mà chúng ta phải quan tâm đó là cái hash rate, cái tốc độ đào á. Thì cái thời gian 2 tuần đầu tiên ra mắt, 2 tuần đầu tiên ra mắt nha, thì nó đã lên đến là 200 GHz trên giây. Và hiện tại nó đã tăng lên 134 GHz trên giây trong vòng vài ngày thôi, theo theo dõi là nó cỡ vài ngày vừa rồi thì nó đã tăng lên rồi. Và cái con số 334 GHz đối với một dự án mà chưa được, với một dự án mới ra mắt mà gần, và 334 GHz trên giây đối với một dự án mà mới ra mắt chỉ trong vòng 1 tháng thôi mà được đến cái con số 334 GHz này, rất là kinh khủng nha anh chị. Thì tại sao nó kinh khủng thì em sẽ qua bên này anh chị thấy nè. Có những đồng con, có những dự án làm khá là lâu rồi như là Consil à, 1.52, giống như là không có ai đào luôn á, không ai đào luôn á. Rồi Conflux thì được 300 kHz, 300 kHz, rồi 1,5, rồi Firo là được khoảng, Firo được 14,96, Firo được 14,96. Ravencoin thì nó lâu đời và nó cộng đồng khá lớn thì không nói, 7,9. Rồi những cái dự án nhỏ 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 hơn ở đây nữa. Đó, thì chúng ta thấy được là có Ergo thì nó cũng cao, Conflux nó cũng cao, ETC cũng cao, ok. Thì hôm nay em muốn nói đến cái vấn đề là lợi nhuận khi mà anh chị đào con trong cái thời điểm này là bao nhiêu. Thì em có hai con máy cỏ của em mang ra em test, thì trong vòng gần 2 ngày ấy, thì nó đã được khoảng gần 2.000 con. Và giá hiện tại của nó là bao nhiêu thì nó đã list được 2 sàn nè, nó đã list được 2 sàn, chúng ta cùng check nha. Thì nó rơi tầm 0.05 nè, và một sàn cỏ nữa ở đây thì nó rơi tầm 0.0, cũng gần 0.05 luôn. Thì một ngày trung bình nó rơi tầm 1.100 đi, một ngày trung bình nó rơi tầm 1.100 cái đồng Ravencoin Lite mà chúng ta đào được đó. Thì em sẽ nhân với cái giá là 0.05, khoảng 0.05, 0.005, thì chúng ta có thể kiếm được một ngày là 5.5 đô la. Và cái con số 1.100 Ravencoin Lite này em đào trên 2 con kẹt, và cái tốc độ đào của nó là khoảng 40 MHz trên dây nha, 40 MHz trên dây. Thì một ngày em kiếm được 1.100 đồng và em kiếm được 5 đô la, gần 6 đô la một ngày. Thì chúng ta cùng so sánh nha. Thì 40 MHz là tương đương của em là khoảng 2 con 3060 Ti.
306 công ty ha. Rồi em sẽ tính toán ra cái lợi nhuận mà nó mang lại trong thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Thì Ethereum á, nó mang lại chúng ta là 6.44 vì nó vẫn là đồng con top trong mining thôi. Chúng ta bỏ qua nó. Nó thấy được những dự án khác, những dự án này chết rồi thì không ai đào cả. Và cái tính thanh khoản nó cũng hơi khó ha. Những dự án này nè. Đó, nó rất là nhỏ và cũng như là không ai quan tâm cả. Đó, chúng ta so sánh luôn với Ravencoin là cái bạn gốc của nó. Thì chúng ta thấy được là 3.94 đô la đối với 40 MHz trên dây nha, đối với 40 MHz trên dây, còn chúng ta kiếm được gần 6 đô la, có nghĩa là gấp đôi cái số lượng mà đào ở trên Ravencoin mà ta kiếm được trong một ngày đó. Thì anh chị có thể thấy được nếu như mình trong thời điểm hiện tại mà anh chúng ta đào cả Ergo hay là Consus hay là Ethereum Classic thì cái lợi nhuận nó cũng không bằng, và cái lợi nhuận mà cái đồng Ravencoin này mang cho chúng ta nó quá là lớn. À, nó quá là lớn, nó lên đến 5.5 đô la trong vòng một ngày. Một ngày anh chị có thể kiếm được 5.5 đô la với cái con số là 40 MHz. Thì anh chị thấy được nếu như mà anh chị đào với những cái máy đào nó lớn hơn thì em chỉ lấy hai con máy cỏ em ra em đào thôi thì em được 5 đô một ngày. Thì nếu như mà anh chị đào với những máy lớn á, cái số MHz của anh chị lên đến vài trăm MHz đi, thì một ngày anh chị kiếm trong thời điểm hiện tại khi mà giá cả nó đang không được ổn định đó, giá cả lên xuống dập dìu như vậy và cái mức lợi nhuận lợi suất của nó mang ra cũng không cao á, thì anh chị sẽ kiếm được cái khoản lợi nhuận nó cũng kha khá, và anh chị có thể là đào cái dự án này thử để chúng ta kiếm lợi nhuận, và để chúng ta kiếm lợi nhuận qua ngày cũng được nha, qua ngày cũng được, hoặc là anh chị có thể là lưu trữ cái số con này lại của mình lại, lưu trữ số con của mình lại để dành đó. Và nếu như dự án này nó phát triển á, chúng ta sẽ đánh đổi rủi ro luôn. Nếu dự án sập chúng ta bỏ. Còn nếu dự án nó phát triển thật sự á thì cái khoản lợi suất của chúng ta rất là cao. Nếu như mà anh chị xài một hai cái dàn đào lớn á, anh chị đào đến 500.000 con, 1 triệu con rất là nhanh thôi. Trong vòng vài tuần thôi anh chị có thể đào được cả 1 triệu con rồi. Thì anh chị là những cái người mới tham gia vào cái dự án này đầu tiên á, anh chị sẽ đào và để đó, và cái rủi ro đánh lại của chúng ta là cái gì? Rủi ro đánh lại của chúng ta là mất tiền điện và tiền mạng. Và khấu hao máy móc thì nó khấu hao không bao nhiêu cả. Thật sự nếu mà nói về khấu hao á, thì nó khấu hao không bao nhiêu hết. Nhưng mà cái chi phí rủi ro đó mà đánh đổi với cái tỷ suất lợi nhuận của chúng ta về lâu dài á, nó sẽ rất là cao. Nếu như cái đồng con này nó chỉ cần đạt cái giá của Ravencoin hiện tại là khoảng 0.1 đô la thôi, thì chúng ta đã kiếm được rất là nhiều tiền đối với dự án này. Và độ đẹp của dự án này phát triển khá là tốt khi mà họ liên tục đẩy mạnh cái vấn đề là phát triển dự án, liên tục đẩy mạnh những cái bước trong cái quá trình roadmap họ đề ra, và họ chứng minh cho cộng đồng thấy là họ làm được tốt, cũng như là bên bên thị trường châu Âu á, bên châu Âu á, và cũng như là trên thế giới á, hiện tại đó cũng có rất là nhiều cái mỏ đào đang quan tâm đến cái dự án này. Thì anh chị có thể là lên YouTube anh chị tìm cái tên là Ravencoin thì anh chị có thể thấy họ rất là quan tâm đến cái dự án này, và hôm nay em sẽ chỉ cho anh chị cách để đào ha. Thì cái máy làm việc này của em cũng yếu thôi, nhưng mà em cũng cố gắng để em đào cho anh chị thấy, còn hai cái máy kia thì em đang bỏ ra em đào chơi để em kiếm con rồi. Đó, thì ở đây nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cái loại càng màn hình từ AMD, NVIDIA đến CPU. Thì ở đây em đang có một con NVIDIA 1650 thì em sẽ xài cái Tigress. Ha. Thì ở đây anh chị thấy được là anh chị hãy chọn cái phiên bản cao nhất nha. Anh chị hãy chọn cái phiên bản cao nhất đối với cái card màn hình của mình. Thì em sẽ chọn là CUDA 11.1. Thì em lưu cái này về đã. Sau đó là anh chị tải cái ví. Anh chị tải cái ví nha. Thì ở đây có cái mục là wallet nè, anh chị tải cái ví về đó, anh chị đa cái wallet về đây, đa cái wallet về, và sau đó là cài đặt thì nó sẽ update lên cái block mới, và khi mà update xong thì anh chị có thể là vào cái phần là reship, anh chị tạo một cái ví. Thì ở đây ví dụ em tạo một ví mới ha, ví dụ như là ví mới, rồi em sẽ request payment, có nghĩa là cái địa chỉ ví này của em là giúp em lấy con của em đào về á, để nhận con, địa chỉ để nhận con khi đào á. Thì ở đây em sẽ tạo một cái thư mục mới, ở đây em sẽ tạo một cái thư mục mới ha, rồi ở đây em sẽ tạo là test mining, rồi em sẽ bỏ hết cái đống liên quan đến cái T-Rex đào con này của chúng ta vào đây. Thì ở đây anh chị thấy được ở đây có thì ở đây em sẽ lấy cái ETH Ethermine này, em copy và em dán ra, em tạo làm một cái file con và em lưu tên của nó lại thành Ravencoin ha. Rồi thì anh chị sẽ tiến hành đến cái bước là edit. Thì ở đây chúng ta thấy được là ETH đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sửa nó thành cái X16R.
Đó. Rồi tiếp tục là địa chỉ ví của chúng ta, thì địa chỉ ví chúng ta copy ở đây nè, ta copy ở đây. Copy giúp em ha. Rồi vào đây chúng ta dán đè lên cái địa chỉ ví này. Thì chúng ta thay cái read không này thành cái tên mà chúng ta mong muốn, thì em để tên là Tony, tên em đi ha. Rồi đến cái server. Thì server là lấy ở đâu? Thì chúng ta vào cái trang là Mining Bullstack. Đó thì cái đường link này em sẽ để dưới video để anh chị có thể vào. Thì ở đây chúng ta thấy được là có một cái mỏ lớn nhất ở đây là 40% of fee sẽ đưa đến cái Ravencoin Foundation, và đây là 50% of fee đưa đến Ravencoin Lite Foundation. Có nghĩa là sao, là nếu như mà đào ra cái phí giao dịch, cái phí mà giao dịch của cái lần thanh toán đó sẽ được trích 40% vào cái quỹ để mà phát triển cái dự án đó, thì chúng ta hãy nên tập trung vào những cái mỏ này để thứ nhất là chúng ta cùng nhau góp sức để cái dự án này xây dựng tốt hơn. Thì tùy là tùy tâm anh chị thôi, thì có những cái dự án có cái pool, có phí pool thấp hơn thì tùy anh chị, thì em vẫn sẽ là bỏ 40% cái phí giao dịch của em cho đội dev để họ phát triển. Thì ở đây chúng ta thấy được rất là nhiều pool, nhưng mà em đánh giá cao nhất là cái coinminer.com này. Bởi vì sao? Bởi vì nó cái tính dễ sử dụng của nó rất là cao ha. Thì anh chị vào cái trang coinminer.com, anh chị kéo xuống. Chị kéo xuống là anh chị tìm đến cái Ravencoin Lite. Đây, đồng Ravencoin Lite đang có tận là 2.228 cái worker. Worker là cái máy đào á, và 1.755 miner. Đó. Rồi thì bởi vì sao mà em kêu anh chị sử dụng cái này? Bởi vì cái pool này á thì nó sẽ có rất là nhiều cái địa chỉ máy chủ khác nhau để chúng ta đào, và chúng ta có thể là đào ở Singapore đó, thì Singapore kết nối Việt Nam nó nhanh hơn, thì anh chị có thể là lấy Singapore này anh chị đào, anh chị nào ở Mỹ hay là ở đâu đó thì anh chị tận dụng những cái nào mà nó có kết nối cao cho anh chị. Thì ở đây cái bước này anh chị thấy hết cái khúc mà Stratum này ha, ở trong này trước chữ U nè đó, trước chữ trừ U, và để dấu cách để giúp em không lỗi đó. Rồi sau đó chúng ta nhấn Ctrl S để lưu lại. Thì sau khi chúng ta lưu lại, chúng ta nhấn vào cái file mà chúng ta vừa cài đặt xong là driverconline.bat, chúng ta double click để cho nó chạy. Thì cái con 1650 này của em thì tốc độ đào nó lên tầm 10 đến 11 MHz trên giây thôi, không có cao ha. Thì anh chị thấy được là tại vì em đang quay video cho nên là cái tốc độ đào nó rơi tầm 8 đến 9 thôi. Nếu mà bình thường thì cái máy này em dùng để làm việc thôi, cho nên là nó cũng không có quá mạnh để mà đào, cho nên là hai cái máy phía sau thì nó đang rơi tầm 40 MHz đó. Đó thì anh chị thấy là khi mà nó kết nối xong để lock, cũng như là nó hiển thị ra cái kẹt màn hình của anh chị đang đào như thế nào, rồi đây tốc độ đào đây, rồi nó khai thác như thế nào, thì chúng ta đã hoàn thành. Thì khi mà đào về xong á thì cứ khoảng 30 phút, đối với cái pool này là every 30 phút nè, thì nó sẽ gửi cái khoản là thì nó sẽ gửi cái khoản đồng mà anh chị đào về được về ví của anh chị. Thì anh chị có thể là lên cái ví của chúng ta, và chúng ta có thể là kiểm tra ở overview là tổng quan chúng ta đã đào được bao nhiêu đồng, cũng như là vào cái mục là transaction đó, là để chúng ta và cái mục transaction là để chúng ta kiểm tra, thì nó đang bị lỗi ở đây, thì nó nằm ở dưới này nè. Thì cái ví này em đang quay video cho nên là nó không có hiển thị giao dịch ra cho anh chị xem được ha. Đó rồi, đó là về cái cách đào cũng như là cái dự án. Thì đó là vừa rồi là em vừa đưa ra cho anh chị một cái dự án mới về đồng Ravencoin Lite, và dự án này nếu mà nó phát triển trong dài hạn em đánh giá rất là cao. Nếu như mà độ đẹp nó cứ tiếp tục như thế này ở trong dài hạn thì dự án này sẽ rất là ok và ổn định, cũng như là chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận rất là cao trong thời gian dài. Và trong thời điểm hiện tại thì anh chị đào, anh chị kiếm tiền ăn qua ngày cũng được. Một ngày anh chị kiếm khoảng 5-10 đô đó, đơn giản. Một ngày anh chị kiếm 5 đô, tháng anh chị kiếm cũng được một khúc rồi, để mà ăn uống thoải mái đó, chúng ta làm cái phần chi phí sinh hoạt. Hoặc là anh chị có thể là đào xong rồi để đó rồi nắm giữ trong dài hạn, nếu mà nó lên một cái mức giá cao hơn thì anh chị sẽ mang lại cái lợi suất rất là lớn đó. Thì rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này. Nếu anh chị chưa đăng ký thì hãy nhấn vào cái nút đăng ký cũng như là nhấn vào quả chuông để nhận được những cái thông tin mới nhất về công nghệ cũng như là những cái dự án và những cái đánh giá thị trường do team gửi đến anh chị. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.